Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thưa quý vị, tình yêu như một ly rượu vang đỏ đậm, càng ngấm càng say, nhưng khi ly rượu ấy bị pha trộn bởi những giọt nước đắng, vị ngọt ngào ban đầu sẽ trở nên nhạt nhòa và gây ra những vết thương lòng sâu sắc. 5 năm, một tình yêu, một sự lừa dối, Hứa Chi Chi nàng tiểu thư kiêu hãnh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với Dương Thành, cô làm công nhân trong công ty của người yêu cùng anh thuê một căn hộ nhỏ mơ về một tương lai hạnh phúc nhưng đằng sau vẻ ngoài ấm áp ấy là một âm mưu thâm hiểm dương thành chỉ nhắm đến gia sản của chi chi còn lâm thanh thanh người tình của anh luôn tìm cách hãm hại cô trong công ty khi sự thật phơi bày liệu trái tim tan vỡ của chi chi có thể hàn gắn và cô sẽ làm gì để trả thù những kẻ đã phản bội mình. Ngay sau đây, Phương Thúy xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện ngắn. Đại tiểu thư già nghèo đến công ty chồng sắp cưới làm nhân viên bị tiểu tam coi thường và cái kết, kết. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tan làm, tôi cầm lấy túi sách ở trên ghế, định đứng dậy ra về thì bị sếp của tôi Lâm Thành Thành gọi lại. Lúc làm việc thì không tích cực, hết giờ làm lại nhanh nhất. Ánh mắt khinh miệt của cô ta lóe lên, cô ta hất cằm khoanh tay lại, "Còn nữa, cái tài liệu hôm nay cô làm lại cho tôi." Tôi đáp, "Nhưng tài liệu đó đã được giám đốc Tần xem qua rồi, ông ấy nói..." Tôi nói không được là không được. Lâm Thành Thành đột ngột cao giọng, trừng mắt nhìn tôi. Cô đừng quên, tôi mới là sếp trực tiếp của cô. Chỉ đến khi tôi đồng ý, cô ta mới hử lạnh một tiếng, dẫm đôi giày cao gót, uốn éo bước đi. Chi Chi, có phải em đã đắc tội cô ta rồi không? Dạo này sao cô ta cứ bắt em làm thêm giờ thế? Chị Hồng, đồng nghiệp thân thiết với tôi, không nhịn được mà nói thẳng. Đã liên tục một tuần nay rồi, để chị đi tìm giám đốc tần giúp em. Tôi nắm lấy tay chị ấy lắc đầu. Chị cứ đi trước đi, dù sao thì cô ta cũng là sếp của em. Thấy tôi kiên quyết, chị ấy đành rời đi. Khi màn đêm buông xuống, văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại mình tôi. Tôi gửi tin nhắn báo tăng ca cho bạn trai Dương Thành. Ngay lập tức nhận được hồi âm. Em yêu, dù anh không ở bên, cũng phải nhớ ăn cơm nhé. Khóe miệng tôi nở một nụ cười nhẹ. Tôi từ từ mở iPad nhấp vào bên trong. Màn hình giám sát vừa mở ra, hai cơ thể cuốn quýt như dây leo hiện ra trước mắt chính là sếp Lâm Thanh Thanh và bạn trai Dương Thành của tôi. Dương Thành không biết trong thời gian anh ta đi công tác, tôi đã lắp hai camera mini trong phòng ngủ với phòng khách. Camera thậm chí còn ghi lại rõ ràng gương mặt thẹn thùng đỏ ửng của Lâm Thanh Thanh. Tôi nhướng mày, đây là lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt độc ác hàng ngày của Lâm Thanh Thanh lại xuất hiện biểu cảm này. Đeo tai nghe, tôi nhấn nút ghi hình cảnh của hai người bọn họ đã từ bữa tối dưới ánh nến chuyển sang giai đoạn trao đổi sâu sắc. Chiến trường từ phòng khách kéo dài đến phòng ngủ. Sau một trận mây mưa, màn hình giám sát phát ra tiếng trò chuyện rõ ràng của hai người. Em không muốn trốn tránh nữa. Anh định khi nào thì chia tay với cái con họ hứa kia. Lâm Thành Thành có vẻ tức giận, đầy miệng của Dương Thành ra. Nhìn thấy mặt cô ta là em tức rồi. Em yêu, đừng như vậy. Anh hứa với em, cô ta vừa thừa kế một khoản tài sản của dì cô ta, đợi anh lấy hết số tiền đó, anh sẽ đá cô ta. Gương mặt Dương Thành đầy toan tính, nếu không vì số tiền đó, ai thèm ở bên một người phụ nữ vô vị như cô ta chứ? Dù đã dự đoán kết quả này, lòng tôi vẫn trùng xuống. Tôi và Dương Thành là bạn đại học, ban đầu anh ta yêu tôi từ cách nhìn đầu tiên, theo đuổi tôi suốt 4 năm, đến ngày tốt nghiệp tôi mới đồng ý hẹn hò với anh ta. Ngày hôm đó, Dương Thành vui mừng khôn xiết, ôm tôi xoay vòng vòng. Chi chi, anh sẽ đối xử tốt với em, tốt suốt cả đời này. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng vào làm trong một công ty. Dương Thành đề nghị hai người thuê chung một căn hộ gần đó. Có nhanh quá không? Em chưa sẵn sàng cho việc sống chung. Dương Thành mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu tôi. Ngốc ạ, à, em nghĩ cái gì thế? Anh sao có thể ép em chứ? Chỉ là anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em thôi. Tấm lòng chân thành của anh ta đã chạm đến tôi. Trong lúc đầu óc nóng lên, tôi đồng ý sống chung. Dương Thành cũng thực sự làm đủ mọi cách để chăm sóc tôi, cho đến một ngày anh ta say rượu, gõ cửa phòng tôi. Trong tình trạng anh ta vừa hôn vừa sờ soạn, tôi hoảng sợ, theo phản xạ đẩy anh ta ngã xuống đất. Chi chi, anh sẽ không bao giờ ép em nữa. Ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, anh ta xin lỗi tôi, tôi cũng tha thứ cho hành động bộc phát của anh ta nhưng có những việc đã tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi cho đến khi tôi nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với người khác chê tôi là một trinh nữ già không cho anh ta chạm vào năm năm tình cảm không bằng một khoảnh khắc nhục dục tôi lau khô nước mắt nhìn hình ảnh hai người bọn họ lại quấn lấy nhau trên màn hình lạnh lùng mở điện thoại gọi video qua wechat cho dương thành dương thành nhìn thấy tên hiện lên trên điện thoại lúng túng một hồi lâu thậm chí còn vô tình đẩy Lâm Thanh Thanh xuống giường. Lâm Thanh Thanh cũng không phải là dạng vừa, lập tức cắn mạnh vào tay của Dương Thành, anh ta kêu lên đau đớn, chân vấp ngã nhào xuống đất. Tôi không vội vàng gọi video nhiều lần, Dương Thành mới bắt máy, bộ dạng của anh ta rất thảm hại. Tôi che miệng cười khúc khích, còn Dương Thành ở đầu dây bên kia thở hổn hển, "Em yêu, có chuyện gì vậy?" Tôi cố ý nói, "Sao anh bắt máy lâu quá vậy?" Vừa nãy sao màn hình lại đen thui thế, em không nhìn thấy mặt anh. Một lát sau, gương mặt lúng túng của Dương Thành mới xuất hiện. Vừa nãy điện thoại có chút vấn đề nên anh không bắt được, giờ thì ổn rồi. Tôi không vạch trần, vài giây vừa rồi camera đã ghi lại toàn bộ cảnh anh ta trần trụi. Tôi nói, "A Thành à, em nhớ có một chiếc USB hình như mấy ngày trước em để quên trong phòng ngủ của anh, ngay trên bàn máy tính ấy, anh tìm giúp em nhé." dương thành đồng ý ngay kết quả là tìm mãi cũng chẳng thấy em chắc chứ sao anh không tìm thấy nhỉ em cũng quên mất để đâu rồi không thì anh đưa điện thoại đối diện với phòng để em nhìn quanh xem vừa nói xong hai người trong camera lập tức căng thẳng em yêu giờ anh không tiện lắm tôi cắt ngang sự lắp bắp của dương thành giả vờ tức giận sao vậy anh chẳng lẽ đang làm gì khuất tất sau lưng em hả dương thành không còn cách nào đành phải đưa điện thoại quay khắp phòng Lâm Thành Thành chừng mắt nhìn anh ta một cái, không định di chuyển nhưng bị Dương Thành đè xuống. Có thể ở tủ đầu giường. Không đúng, không đúng, có thể là ở tủ quần áo. À, em nhớ nhầm rồi, hay là anh thử vào nhà vệ sinh xem. Sau một hồi lục tung, Dương Thành đành phải đuổi Lâm Thanh Thanh ra khỏi phòng ngủ. Chi chi, hay đợi em về rồi tìm nhé. Giọng của Dương Thành mang theo chút bất lực. Lâm Thanh Thanh đã quen kiêu ngạo, sao chịu được ấm ức này đập cửa kịch liệt. A à, Thành, vừa nãy là tiếng gì thế? Tôi cố ý hỏi. Ai đang gõ cửa vậy? Dương Thành đào mắt loạn xạ, có chuột, là chuột đây, anh đang đuổi đây, đánh chết mày, cái con chuột chết tiệt này. Thôi được rồi, vậy em về rồi tìm, anh cứ đuổi chuột đi. Tôi cúp máy trong camera, Dương Thành vừa mở cửa, lập tức bị Lâm Thanh Thanh tát cho một cái. Tôi thấy rõ ánh mắt sắc lạnh thoáng qua của Dương Thành, nhưng anh ta đành cười làm lành với Lâm Thanh Thanh. Cưng à, đừng giận nữa, tất cả là lỗi của anh. Lâm Thành Thành nhanh chóng bị Dương Thành chọc cười, sau đó đánh nhẹ vào ngực anh ta. Tiếp theo, hai người lại âu yếm nhau. Tôi có chút chán nản, đi ăn một bữa ở nhà hàng Tây đắt nhất thành phố, rồi mua một ít mỹ phẩm. Đã rất lâu rồi, tôi không tiêu tiền thoải mái như vậy. Khi ở bên Dương Thành, anh ta luôn nghĩ rằng tôi tiêu xài hoang phí. Có lần tôi mua một chai sữa rửa mặt hơn 200.000 cũng bị anh ta cầu nhào cả ngày. Em yêu, nếu chúng ta muốn đứng vững ở thành phố này, em không thể tiêu tiền hoang phí, tiền sau này vẫn nên để anh giữ, anh sẽ giúp em quản lý. Tôi vừa định từ chối, Dương Thành lại nói, anh sẽ mở Alipay thân thiết của anh cho em xem, sau này em dùng tiền của anh là được rồi, như vậy anh còn có thể giám sát em. Lúc đó tôi cảm động, nghĩ rằng Dương Thành làm vậy đều là vì tương lai của tôi và anh ta, nghĩ rằng anh ta rất nam tính, có trách nhiệm, không nỡ dùng tiền của anh ta thậm chí không dám tiêu 2.000 đồng giấy vệ sinh từ Elipay thân thiết. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là lời dối trá. Cô ơi, xin hỏi muốn thanh toán bằng gì? Chúng tôi có thẻ ngân hàng Elipay. Nụ cười thân thiện của nhân viên bán hàng kéo tôi trở lại thực tại. Tôi đưa màn hình điện thoại ra, Elipay. Thanh toán Elipay 400.000, thanh toán Elipay 600.000, thanh toán Elipay. Rất nhanh, điện thoại của Dương Thành gọi đến, tôi chuyển sang chế độ im lặng tiếp tục tiêu tiền. Khi tôi vui vẻ về nhà, quả nhiên thấy Dương Thành mặt đen như than, ngồi trên ghế sofa đợi tôi. Nãy giờ em đi đâu? Sao tiêu nhiều tiền quá vậy? Dương Thành nhận ra giọng mình không đúng, lập tức thay đổi, nhưng nét mặt vẫn không tốt. Em biết mà, Chi Chi, sống ở thành phố lớn không dễ dàng đâu, anh không tiếc 20 triệu này, nhưng chúng ta phải lo cho tương lai. Tôi giả vờ nói, lội tại chị Lâm Thanh Thanh, đúng là ác quỷ mà, ngày nào cũng bắt em tăng ca, Em tâm trạng không tốt, đi mua đồ giải tỏa. Anh biết mà, em không bao giờ như vậy. Dương Thành xoa mũi, có chút trột dạ. Không sao, chúng ta chửi chết cô ta. Tôi gật đầu, nhìn anh ta mong đợi, ra hiệu anh ta chửi nhanh lên. Dương Thành để lấy lòng tôi, thật sự không chút do sự, chửi tên Lâm Thanh Thanh một trận. Anh ta không biết rằng tôi đã ghi lại toàn bộ. Tiền đó... Dương Thành nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi chớp chớp mắt ngắt lời anh ta. Ừ ừ, em biết. Anh yêu em nên sẽ không quan tâm. Nói xong tôi quay lưng vào phòng mình. Mở đoạn video giám sát, tôi thấy Dương Thành đang đập đồ trong phòng để xả giận. <laughs> Cái đồ đàn ông tồi. Ngày hôm sau, tôi vẫn thản nhiên cùng Dương Thành ra ngoài đi làm, vẫn như thường lệ. Dương Thành nói có tình yêu công sở bị xếp phát hiện không tốt, lát nữa để tôi đi trước. Thực ra anh ta chỉ không muốn đồng nghiệp biết mối quan hệ của tôi và anh ta để lúc chia tay không khó xử. Tôi cười lạnh, từng có lúc Tôi vì lý do tồi tệ này mà né tránh đồng nghiệp, thậm chí trốn vào thùng rác. Kết quả bị người khác đổ thức ăn thừa lên đầu. Em vẫn nghĩ chúng ta nên công khai. Tôi giả vờ tuổi thân nói, dù sao công ty cũng không cấm yêu đương. Chúng ta đầu cùng một bộ phận, có gì đâu, hay là anh không muốn. Dương Thành ánh mắt lấp lánh, không phải anh chưa sẵn sàng. Từ chạm xe đến tòa nhà công ty, anh ta đã thuyết phục tôi không nên bốc đồng. Nhưng không ngờ lại đụng phải Tiểu Mai, Nhân viên lễ tân đang chạy bộ buổi sáng. Hai người là... Tôi nhanh chóng ôm lấy tay Dương Thành ra vờ e thẹn nói. Chúng tôi đã bên nhau lâu rồi. Tiểu Mai lén cười, trao cho tôi ánh mắt tỏ rõ mọi chuyện. Hôm nay tôi cố tình đưa Dương Thành đi con đường này. Tiểu Mai lễ tân mỗi sáng thứ tư đều chạy bộ ở đây rồi mới đi làm. Cô ấy nổi tiếng là người hay buôn chuyện. Chuyện gì cô ấy biết, chỉ cần một ngày sẽ lan truyền khắp công ty. Mặt của Dương Thành tối sầm lại như đít nồi. Anh ta tức giận rút tay ra, bước nhanh bỏ lại tôi một mình. Tôi tỏ ra không quan tâm, chậm rãi bước vào công ty, đến chỗ làm việc. Đến lúc tan làm, Lâm Thanh Thanh lại xuất hiện trước bàn làm việc của tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng cô ta lại yêu cầu tôi tăng ca, thì cô ta nở một nụ cười. Chi Chi à, tối nay có việc, cô đi cùng tôi nhé. Trồn hồi đến chúc Tết gà, chẳng có gì tốt lành cả. Bề ngoài tôi đồng ý, nhưng trong lòng đã đề phòng. Quả nhiên, Lâm Thanh Thanh dẫn tôi vào một khách sạn. Cô ta đi phía trước, vừa đi vừa cảnh cáo tôi. Lát nữa, vị đó là quản lý của tập đoàn Thủy Phong, có mối quan hệ dự án với công ty chúng ta. Cô đừng có bà đắc tội với ông ta. Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, một người đàn ông trung niên bụng vệ ngồi ở giữa bàn tròn lớn. Hai bên là vài người đàn ông, ăn mặc như doanh nhân. Người đàn ông ở giữa có lẽ là nhân vật lớn mà Lâm Thanh Thanh nhắc đến, quản lý vương của tập đoàn Thụy Phong. Quản lý vương nhìn chúng tôi bước vào, mắt lóe lên. Ồ, oh, tiểu lâm à, cuối cùng cũng đợi được cô đến. Lâm Thành Thành đẩy tôi ngồi vào chỗ bên cạnh quản lý vương, cười nịnh nọt. Quản lý vương nói gì vậy? Ngan chờ vạn đợi, tôi mới mong được ông đến. Để tôi giới thiệu, cô ấy tên là Chi Chi, nhân viên của chúng tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của quản lý vương, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lâm Thành Thành quả nhiên không có ý tốt, khi hai bên vẫn đang giới thiệu, quản lý Vương đã không thể chờ đợi, bàn tay ông ta vươn tới tay tôi. Tôi nhanh tay nhanh mắt, giả vờ vô tình làm đổ cốc nước trên bàn, nước bắn vào tay của quản lý Vương cũng làm ướt váy của tôi. Quản lý Vương thoáng không vui, Lâm Thành Thành trừng mắt nhìn tôi, tôi vội vàng xin lỗi. "Xin lỗi quản lý Vương, tôi đi chỉnh trang lại." Nói xong tôi đứng dậy, định ra khỏi phòng nhưng bị Lâm Thành Thành chặn lại. "Trong phòng có nhà vệ sinh, cô vào đó chỉnh trang lại đi." Lâm Thanh Thanh dường như đã nhìn thấu ý định chạy trốn của tôi, kéo tôi vào nhà vệ sinh trong phòng, cô ta ghé sát tai tôi, cái mắt cao ngạo làm đôi mắt càng thêm sắc sảo, "Hứa Chi Chi, cô đừng có mà không biết điều, tối nay hầu hạ quản lý Vương cho tốt, nếu không ngày mai cô đi mà tìm việc khác." Nói xong cô ta liếc nhìn tôi một cái cảnh cáo rồi quay lại bàn tiệc. Tôi nghe thấy Lâm Thanh Thanh nâng ly mời rượu, miệng đầy lời tâng bốc, "Nào nào nào, uống nhiều vào, bữa này tôi mời." nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn của dương thành tôi lập tức có kế hoạch tôi bình tĩnh trở lại bàn bắt đầu chủ động kính rượu quản lý vương với các quản lý của tập đoàn thụy phong lâm thành thành thấy tôi biết điều không khỏi đắc ý đúng vậy người trẻ ra ngoài làm việc phải biết uống rượu chứ tôi liên tục uống rượu cùng mọi người quản lý vương cười ha hả uống một ngụm rượu trắng thấy tôi chỉ uống một ngụm nhỏ ông ta không hài lòng mụn ruồi bên mép rung lên tình cảm tốt thì uống cạn uống Tôi mỉm cười, giả vờ uống rồi lén đổ rượu lên tay áo. May mắn hôm nay tôi mặc áo đen, tay áo rộng, tạm thời không thấy gì. Vài vòng sau, mọi người đều đã say, quản lý vương bắt đầu sở soạn tôi. Chi chi, da em thật là trắng mịt, thật tốt. Ôi, chỗ này có mũi. Bốp, tôi tắt mạnh vào mặt quản lý vương, khiến ông ta sững sờ. Sau đó, ngay lập tức xoa xoa mặt ông ta. Không đau, không đau, để em thổi cho, quản lý vương rõ ràng đã uống say mặt đỏ bừng ánh mắt vẫn lờ đờ ông ta phản ứng lại cười hê hê định chạm vào tôi lần nữa tôi vội đứng dậy nhìn lâm thanh thanh cũng đã hơi say chị thanh thanh hay để em ra ngoài gọi thêm vài món và rượu nhé lâm thanh thanh nửa nằm trên ghế mặt cũng đỏ bừng rõ ràng đã say cô ta không để tâm phất phất tay tôi cầm túi sách nhỏ đi ra ngoài đối diện với nhân viên phục vụ tôi gọi hàng loạt món tôm hùm cá hồi, trứng cá muối, cá mú đông tinh. Cái gì đắt thì gọi cái đó, rồi bảo nhân viên phục vụ mang 10 chai rượu Roman Conti. Còn dặn họ phải mở chai, rót vào ly rồi mới mang vào. Nói rằng khách bên trong thích như vậy. Đợi nhân viên chuẩn bị xong, tôi quay lưng bỏ đi. Bước lên cầu ná ngoài khách sạn, tôi nhìn thấy phòng tiệc qua khe cửa sổ mở. Qua cửa kính và con phố sầm uất, tôi thấy Lâm Thanh Thanh đang cãi nhau với nhân viên phục vụ, mặt mày tím tái. Sau đó điện thoại của tôi reo lên. Tôi bình tĩnh tắt tiếng chuông. Lâm Thanh Thanh là trưởng phòng, có quyền báo cáo chi phí tiệc tùng cho công ty thanh toán. Nhưng chi phí hôm nay đã vượt quá ngân sách của cô ta. Lâm Thanh Thanh không thể trả nhiều tiền như vậy, trừ khi cô ta gọi ai đó đến cứu viện. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, Dương Thành vội vã bước vào phòng tiệc. Lâm Thành Thành thấy Dương Thành như thấy cứu tinh. Dù xa nhưng tôi đọc khẩu hình môi khá tốt, đoán được họ nói gì. Lâm Thành Thành bảo Dương Thành ứng tiền trước. Nhìn Dương Thành móc ra thứ gì giống thẻ ngân hàng, tôi cười lạnh. Tên keo kiệt Dương Thành lại sẵn lòng dùng tiền lừa từ tôi để trả cho Lâm Thanh Thành. Nhưng anh ta không biết, thẻ đó đã bị tôi khóa từ lâu. Dì tôi không có thân nhân, sau khi bà qua đời, để lại cho tôi một khoản tiền, tôi chia thành hai thẻ. Hồi còn bị Dương Thành dụ dỗ, tôi đã đưa một thẻ cho anh ta giữ. Khi nhân viên phục vụ đưa hóa đơn, mặt Dương Thành biến sắc, rút thẻ từ tay Lâm Thanh Thanh. Anh ta nói: "Cô điên à, ăn hết 200 triệu còn bảo tôi trả, cô nghĩ tôi là thằng ngu sao?" Lâm Thanh Thanh hoảng hốt, giật lại thẻ từ tay Dương Thành, đưa cho nhân viên phục vụ. Cô ta nói: "Yên tâm, khi về công ty thanh toán, tôi sẽ trả lại cho anh, đừng quên giám đốc Lâm là cậu của tôi." Dương Thành mới thả lỏng, nhìn Lâm Thanh Thanh với vẻ bất mãn. Tôi thấy nhân viên cầm thẻ sau một lúc quay lại nói: "Xin lỗi, thẻ này vô hiệu, đã bị báo mất, các vị có thẻ khác không?" Dương Thành điên cuồng gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy mà đến một khách sạn sang trọng gần công ty để nghỉ qua đêm. Hôm sau là chủ nhật, tôi mở giám sát thông minh, thấy Dương Thành không về, quyết định dọn nhà đi khi anh ta vắng mặt. Ban đầu chúng tôi nói mỗi người trả một nửa tiền thuê nhà hàng tháng, nhưng tôi đã trả liên tục 6 tháng mà anh ta không trả đồng nào. Mỗi lần nói đến, anh ta đều nói không có tiền, bảo tôi đừng so đo. Tôi nghĩ dù sao cũng sẽ cưới anh ta, không cần phải tính toán kỹ, kết quả là nhận lại sự phản bội. Tôi đã tìm nhà mới, liên hệ công ty chuyển nhà, đóng gói tất cả đồ đạc chỉ để lại những thứ dương thành tặng như son kém chất lượng nước hoa không rõ nguồn gốc và vài món đồ chơi lông thú rẻ tiền đến lúc dọn dẹp rác rồi khi ổn định nhà ở mới tôi chặn tất cả liên lạc với dương thành không ngờ ngày thứ hai đi làm đã bị dương thành chặn ở cửa công ty anh ta nhìn tôi đầy giận dữ lẫn không cam lòng chi chi sao tự dưng dọn đi thẻ của em sao vậy sao em không nghe điện thoại của anh anh ta hỏi dồn dập tôi không còn kiên nhẫn để nghe Tôi gạt tay anh ta xa, lạnh lùng nhìn. Đồ bẩn có thể vứt, đàn ông bẩn tôi không thể bỏ sao? Sao? Anh không rõ hả? Mặt của Dương Thành thoáng trột dạ rồi cười cầu hòa. Chi chi, em nói gì vậy? Có gì hiểu lầm chúng ta giải thích rõ, đừng như vậy. Anh ta bất ngờ rút ra bó hoa hồng từ sau lưng, móc nhẫn từ túi quy một gối. Chi chi, tha thứ cho anh, cưới anh nhé. Hành động của Dương Thành trong giờ cao điểm lập tức thu hút mọi người. Người xung quanh thậm chí lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Trong mắt người ngoài, đây là giây phút lãng mạn. Bó hoa hồng héo úa, bao bì rách nát, rõ ràng là nhặt từ thùng rác. Cái đồ thần kinh, tôi hất bó hoa. Ai thèm cưới anh, anh không đi tôi báo công an đấy. Vài người xung quanh thích xem náo nhiệt liền hò reo Cưới đi, cưới đi. Dương Thành nhìn tôi đầy ủy khuất, Chi Chi, anh biết anh không có đủ 88 triệu tiền xính lễ, nhưng nhà anh có thể đưa 18 triệu, em đồng ý cưới anh nhé. Dương Thành vừa mở miệng, mọi người xung quanh hít một hơi, không khỏi chỉ trỏ vào tôi. Cô gái ham tiền, cái gì chứ, đòi 88 triệu. Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Nhìn ánh mắt đắc ý của Dương Thành, tôi muốn tát anh ta một cái. Tôi thấy Lâm Thanh Thanh nhìn từ xa, nghĩ chắc chắn hôm nay là mưu kế của cặp đôi này tôi nhanh trí đột nhiên khóc lóc nghẹn ngào a à, thành không phải em không muốn cưới anh mà là mẹ anh nói em không xứng với anh không giỏi giang nhìn không có tướng sinh con trai bảo em rời xa anh anh lại nói anh chỉ có một mẹ bảo em nhường mẹ anh không biết nước mắt từ đâu càng khóc càng nhiều dư luận xung quanh cũng bắt đầu thay đổi mặt của dương thành biến sắc tôi hất chiếc nhẫn anh ta đưa bị người qua đường nhặt mất cái gì đây sao anh này kỳ vậy Người đàn ông phía trước nhặt nhẫn định lén lấy, rồi mặt biến sắc trời, đồ giả cái thằng ngu này cầu hôn bằng nhẫn giả, trời ạ, à, người gì vậy chứ, cầu hôn bằng nhẫn giả sao? Tôi tin cô gái này, anh ta không có thành ý, cầu hôn mà dùng nhẫn giả. Dương Thành toát mồ hôi, "Chi chi, anh anh sẽ giải thích sau." Nói xong anh ta chạy biến. Dương Thành định dùng dư luận ép tôi quay lại, đồng thời nói tôi là kẻ tham tiền, tôi không ngờ anh ta không chuẩn bị chu đáo, dùng cả đạo cụ giả giờ thì cả công ty đều biết bộ mặt xấu hổ của dương thành tầng dưới khi thang máy dừng tôi chưa vào cửa đã bị tiểu mai chặn lại cô ấy ghé tai nhắc tôi chi chi cẩn thận đây nghe nói đơn hàng của tập đoàn thụy phong không thành giám đốc tần rất giận hóa ra hôm đó lâm thanh thanh không có tiền trả cuối cùng quản lý vương phải trả nên ông ta rất tức giận tuyên bố không hợp tác với công ty chúng tôi nữa hứa chi chi giám đốc tần gọi cô có người tự cao không có năng lực mà còn đắc tội người không nên đắc tội lâm thành thành đắc ý đứng ở cửa nhìn tôi bước vào phòng giám đốc tần vừa đẩy cửa một tập tài liệu dày bay sượt qua chán tôi nặng nề đập vào cửa kính tiếng của giám đốc tần gầm lên cô có biết cô đắc tội quản lý vương của tập đoàn thụy phong không họ tuyên bố không hợp tác với chúng ta nữa tôi bình tĩnh nhặt tài liệu dưới đất đặt lên bàn giám đốc tần qua cửa kính, tôi thấy Lâm Thanh Thanh đắc ý, vẻ mặt vui mừng vì kế hoạch thành công. Tôi kéo rèm cửa phòng giám đốc Tần, chắn tầm nhìn của cô ta. Chẳng bao lâu, rèm cửa văn phòng lại được kéo lên. Giám đốc Tần thay đổi sắc mặt, vui vẻ đi cùng tôi ra ngoài. Giám đốc Tần nói, tôi xin thông báo phòng kinh doanh của chúng ta đã ký được hợp đồng với tập đoàn Thụy Phong. Tất cả là nhờ công của hứa chi chi. Vừa dứt lời, không chỉ Lâm Thanh Thanh mà cả văn phòng đều mở to mắt, Ánh mắt không tin nổi tập trung vào tôi, giám đốc Tần vui vẻ vỗ vai tôi, "Người trẻ biết làm việc, cố gắng tiếp tục nhé." Tôi cười nhẹ không để ý, ông ấy quay sang nhìn Lâm Thanh Thanh, sắc mặt nghiêm nghị, "Quản lý Lâm, Hứa Chi Chi là một nhân viên tốt, cô đừng có làm lãng phí tài năng của cô ấy, lần này trong cuộc thi kế hoạch của công ty, cô nhớ đưa tên Hứa Chi Chi vào danh sách." Mặt Lâm Thanh Thanh hơi co giật, miệng cứng nhắc nở một nụ cười, kính cẩn đáp, "Giám đốc Tần yên tâm." tôi sẽ đào tạo cô ấy thật tốt. Nói đến những từ cuối cô ta gần như nghiến răng. Tôi chỉ cần nghĩ cũng biết, Lâm Thành Thành hiện giờ vừa tức giận vừa kinh ngạc đến mức không thể kiểm soát biểu cảm. Nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn, đến trước mặt tôi nói lời chúc mừng. Nếu không hiểu tính cách nhỏ nhen của cô ta, tôi còn tưởng cô ta thật sự đã thay đổi. Nửa tháng sau đó, Lâm Thành Thành đối xử rất tốt với tôi, không chỉ không yêu cầu tăng ca mà còn ít sao công việc hàng ngày, nhưng cô ta lại phân công hết công việc của tôi cho người khác. Điều này khiến đồng nghiệp có nhiều lời phàn nàn về tôi. Lâm Thành Thành đúng là kẻ giết người không thấy máu, nhưng mỗi nhát sao đều chí mạng. Tôi chủ động ở lại giúp đồng nghiệp, làm công việc hàng ngày để không làm mối quan hệ trong công ty căng thẳng. Dương Thành Thành sau khi quấy rối tôi một tháng cũng dần dần không xuất hiện nữa. Cuộc sống dần trở nên yên bình, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một sự cảm không tốt trước bão rông là bầu trời bình yên mà quả nhiên những ngày gần đây trong phòng có một số tin đồn càng ngày càng lan rộng nói tôi và giám đốc tần có quan hệ mở ám hiện tại tôi được thăng chức nhờ ông ấy tiếp đó kế hoạch của tôi bị cấp trên đánh giá là sao chép ý tưởng của phòng quản lý thị trường dương thành tôi tức đến run người sao chép cái gì chứ kế hoạch đó vốn là ý tưởng của tôi tự nhiên những gì trong đầu tôi sẽ xuất hiện trong kế hoạch của tôi Tôi tìm Dương Thành để đối chất nhưng lại bị người khác đồn làm muốn quay lại với anh ta. Ngày hôm đó tôi trở thành đối tượng bị chế giễu của công ty. Lâm Thành Thành khoác tay Dương Thành đến phòng đầy ngọt ngào. Hôm nay bạn trai tôi mời mọi người uống trà sữa, ai cũng có phần. Gì chứ, đó không phải là bạn trai của hứa chi chi sao? Tháng trước còn cầu hôn dưới công ty mà. Dương Thành nghiêm túc nói, một số người chê gia đình tôi không đủ điều kiện, bám vào đại gia. May mà Thanh Thanh không chê tôi, Lâm Thành Thành đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, còn nhìn tôi đầy thách thức. Tôi bước đến trước mặt Dương Thành. Anh nói tôi bám đại gia để thăng tiến, anh có bằng chứng không? Có phải là do anh không làm được không? Dương Thành khựng lại, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi trên cổ. Cái gì không làm được, cô đừng có nói lung tung. Nếu như không vì muốn thăng tiến, tại sao cô chia tay với tôi? Bằng chứng thì tôi không có, nhưng mọi người đều thấy, đúng không nào? Bên cạnh vang lên vài tiếng đồng tình, tôi thấy lâm thanh thanh kéo áo dương thành nhưng anh ta nhẹ nhàng hất tay xa cô ta không biết dương thành không thể chịu đựng được việc đàn ông của mình bị nghi ngờ tôi mỉm cười tôi có bằng chứng anh ngoại tình muốn xem không tôi quay lại lấy ipad trên bàn kết nối với máy chiếu trong phòng họp tôi sẽ chiếu ai muốn biết thì vào phòng họp mà xem nói xong một đám người trong văn phòng đồ xô vào phòng họp Lâm Thanh Thanh và Dương Thành nhìn nhau cũng đi theo, màn hình phòng họp bắt đầu chiếu cảnh Lâm Thanh Thanh và Dương Thành tình tứ trong nhà tôi. Cảnh tượng vô cùng nóng bỏng, mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Mặt của Lâm Thanh Thanh tối sầm hét lên, lao vào giật dây kết nối máy chiếu. Dương Thành đứng tại chỗ, mặt mày tái mét. "Tôi mở đường cho mọi người. Đây là bằng chứng một tháng trước khi hai người tình tứ trong nhà tôi bị camera ghi lại. Trước khi tôi chia tay, anh đã cặp kè với cô Lâm Mấy người thật kinh tởm, tên đàn ông này thật thối tha. Không ngờ quản lý Lâm lại là loại người này. <laughs> Đôi cầu nam nữ. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả cút ra ngoài. Lâm Thành Thành đuổi mọi người, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hứa chi chi, hóa ra cô đã biết chuyện của chúng tôi từ lâu. Dương Thành hét vào mặt tôi. Cô dám lắp camera trong nhà. Tôi nói, sao nào, hai người làm việc xấu còn trách tôi lắp camera trong nhà sao? Việc xấu gì? Lâm Thành Thành nhìn tôi phản bác trong tình yêu người không được yêu mới là kẻ thứ ba hóa ra cô cũng biết mình là kẻ thứ ba tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới biết rõ còn làm cô cũng giỏi quá đấy cô bên ngoài tiếng ồn ào lớn dần tiểu mai đột nhiên xông vào nói với tôi chi chi mau trốn đi vợ của giám đốc tần đến vợ của giám đốc tần được gọi là sư tử hà đông hàng ngày nếu có nữ nhân viên nào tiếp cận giám đốc tần đều bị bà ta đến đánh có lẽ hôm nay bà ta đến vì nghe tin đồn về tôi và giám đốc Tần. Lâm Thành Thành nhìn tôi cười lạnh, hứa chi chi, đừng đắc ý, vợ của giám đốc Tần sẽ dạy dỗ cô thay tôi. Tôi đã biết trước, không hề hoàng hốt bảo Tiểu Mai đi gọi giám đốc Tần. Đừng ngốc nữa, dù cô có gọi giám đốc Tần thì cũng vô ích thôi. Lâm Thành Thành tặc lưỡi, nói thật, chúng ta đều là kẻ thứ ba, ai cao quý hơn ai chứ. Lâm Thanh Thanh, cô sống hèn hạ, nhưng đừng nghĩ ai cũng như cô, tôi nhìn cô ta chỉ vào Dương Thành. Kẻ đàn ông rác rời này cũng đáng để cô làm kẻ thứ ba sau. Cửa phòng họp bật mở, vợ của giám đốc Tần với dáng người bệ vệ xông vào, mặt đầy giận dữ tiến thẳng về phía tôi. Khi mọi người xung quanh kinh ngạc, Lâm Thành Thành đắc ý thì một cái tát mạnh dáng xuống mặt cô ta. Lâm Thành Thành bị tát đến choáng váng, khóe miệng chảy máu, không hiểu nhìn vợ của giám đốc Tần. Phu nhân, giám đốc, bà, bà đánh nhầm người rồi. Đánh cô đấy, vợ của giám đốc tần trợn mắt ngón tay thô bự chỉ vào cô ta biết rõ còn làm kẻ thứ ba còn xúi giục tôi và cháu gái chi chi xích mích cô đáng bị đánh cái gì cháu gái sao lâm thành thành há hốc mồm nhìn tôi không tin nổi giám đốc hứa dặn dò chúng tôi chăm sóc cô không ngờ lại xảy ra chuyện này vợ của giám đốc tần vỗ vỗ tay tôi vẻ mặt áy náy dương thành chen vào không tin nhìn tôi chi chi không phải em nói bố mẹ em làm nông sao thường xuyên không ở nhà dì cũng mất rồi gia đình không còn ai tôi thản nhiên nói nhà họ hứa làm nông nhưng có trang trại ở hokkaido và úc dì tôi trước kia gà cho tỷ phú austin barres sau khi quá bụa không có con cái nên để lại tài sản cho tôi vợ của giám đốc tần hử lạnh khinh thường nhìn dương thành cậu thật sự xem nhầm chân trâu thành mắt cá rồi tôi không ngờ phu nhân giám đốc tần lại biết tôi dù sao gia đình nhà tôi chỉ có quan hệ với tổng giám đốc Lâm Thanh Thanh sững sờ ngồi bệt xuống đất, mặt của Dương Thành như bằng màu. Anh ta đột nhiên kéo tay tôi, xin tôi cho anh ta một cơ hội nữa. Tất cả là lỗi của cô ta, lỗi của Lâm Thanh Thanh dụ dỗ anh, anh yêu em, chi chi tin anh đi. Trò hề kết thúc khi Dương Thành bị bảo vệ đưa đi, còn Lâm Thanh Thanh thì xin nghỉ phép mấy ngày liền không xuất hiện ở công ty. Cuối cùng công ty phát hiện kế hoạch của Dương Thành sao chép của tôi, anh ta bị phòng nhân sự sa thải anh ta không dám trách tôi nhưng lại đổ lỗi cho lâm thanh thanh theo đồng nghiệp trước khi đi dương thành nói mọi thứ đều là lỗi của lâm thanh thanh nếu không có cô ta anh ta đã kết hôn với tôi tôi không biết nên cười hay nên khóc người ích kỷ luôn đổ lỗi cho người khác vài ngày sau tin nhắn trong nhóm công ty đột nhiên bùng nổ liên tục tôi vội vàng mở ra xem có người đăng video nhỏ vào trong nhóm nhân vật nữ trong video rõ ràng là lâm thanh thanh nam chính bị che mặt nhưng dựa vào nốt ruồi trên tay tôi nhận ra đó là dương thành nhìn kỹ bối cảnh trong video là căn hộ mà tôi và dương thành từng thuê tôi không ngờ lâm thanh thanh và dương thành lại để khán giả cả nước trở thành một phần trong trò chơi của bọn họ nhưng đây không phải là do camera giám sát ghi lại trong công ty mọi người bàn tán về cơ thể của lâm thanh thanh với những tin đồn tục tiễu khi tôi gặp lại lâm thanh thanh cô ta đeo kính dâm và mũ trông rất lạnh lùng tôi nói lâm thanh thanh cô đã báo cảnh sát chưa cô chắc đang vui lắm lâm thanh thanh tháo kính mặt đầy mệt mỏi miệng cười cay đắng tôi đến mức này là tự làm tự chịu cô nghĩ vậy đúng không tôi lắc đầu cô nên báo cảnh sát tôi không thích hại người cô nói không hại tôi nếu không có cô thì tôi sao phải đến mức này chứ Lâm Thanh Thanh hét lớn. Trước hết, không phải tôi ép cô cặp kè với Dương Thành khi anh ta đã có bạn gái. Thứ hai, không phải tôi ép cô và Dương Thành quay video quan hệ. Thứ ba, tôi đã hại cô bao nhiêu lần, cô không biết sao? Hay cô nghĩ chỉ cần bất lợi cho cô thì người khác đang hại cô? Cô đến mức này là tự làm tự chịu, không ai ép cô cả, không ai hại cô hết. Tôi nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Thanh. Còn nữa, người sử dụng video riêng tư của bạn gái cũ để kiếm lợi nhuận là kẻ cặn bã dù tôi và cô có thù hằn gì người này đều đáng bị lên án lẫn trừng phạt lâm thành thành nghe xong mắt đỏ hoe cuối cùng thì bật khóc tôi đã chia tay anh ta không ngờ anh ta lại đối xử với tôi như vậy báo cảnh sát đi tôi sẽ đi cùng cô camera giám sát trong nhà có thể cung cấp bằng chứng cho cảnh sát chẳng bao lâu dương thành bị bắt vì phát tán buôn bán sao chép video riêng tư anh ta thừa nhận với cảnh sát vì bị sa thải không tìm được việc làm không có thu nhập cộng thêm hận thù với Lâm Thanh Thanh nên đã nghĩ ra cách độc ác này. Không lâu sau, Dương Thành bị kết án 7 năm tù, toàn bộ tiền kiếm được bị tịch thu. Ngày tuyên án, anh ta khóc lóc, cầu xin Lâm Thanh Thanh tha thứ, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Khi nhìn thấy tôi trong viên tòa, anh ta điên cuồng lao đến, chửi mắng tôi, cho rằng tôi đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Tôi nhìn anh ta như nhìn rác rưởi không nói gì thêm, vì tôi biết trong tù sẽ có người chăm sóc anh ta, 7 năm tới cuộc sống của anh ta sẽ không dễ dàng hoặc có thể 7 năm sau anh ta chưa chắc đã hòa nhập được với xã hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Đại tiểu thư già nghèo đến công ty chồng giáp cưới làm nhân viên bị tiểu tam coi thường và cái kết, kết qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.